Cục Hàng không vừa cảnh báo các hãng bay về 6 vùng nguy hiểm tạm thời và đề nghị tuyệt đối không vi phạm. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được thông báo Trung Quốc thiết lập 6 khu vực nguy hiểm tạm thời. Tất cả các máy bay sẽ bị cấm bay vào khu vực trên. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không trong nước trong mọi tình huống không được vi phạm 6 khu vực nguy hiểm tạm thời nêu trên. Căn cứ vào kế hoạch khai thác, lựa chọn các đường bay thay thế đảm bảo tàu bay bay tránh các khu vực này. Trong trường hợp phải bay tránh, đổi đường, phải thực hiện việc xin phép bay theo đúng quy định. Trường hợp phải hủy, hoãn chuyến bay, phải kịp thời thông báo, giải thích cho hành khách và các đối tượng liên quan.